Rồi, chào mọi người nha, chào mọi người đến với kênh của Miền Tây Sông Nước anh em mình nha. Chúc mọi người ngày mới nhiều sức khỏe nha. Hôm nay tiếp tục ra sông chợ cá tiếp mọi người ơi. Đi sang nước này, nước nó bị sình này, nước cũng còn hơi nhiều mà nay lục bình nó tôi ngay chỗ bãi mình, nó tôi muốn đi hết luôn mọi người. Ai mới ra giải đừng chạy 4-5 con cá mè luôn mọi người, đã hiệu chứ sướng ghê, quá ngon luôn mọi người, một phát một đủ ăn luôn. Này đem quay cho mọi người xem nha. Đây, bãi của mình nè, đó là bình quá tài luôn. Nay mất tiêu tần, nay mình chạy ngay chỗ này nè, hốc miêu bậy luôn, đã thiệt chứ, đủ ăn luôn mọi người. Bình nó đổ xuống quá tài luôn nè mọi người, mè nước đang gồng quá chảy xiết lắm nha mọi người, mà nước cũng muốn lớn hay gì mọi người. Đó, đây quá của mình đây, quá đã luôn, hết hồn mọi người, sướng gì đâu luôn, một phát một. Mới với gà chạy cái phát này là phát thứ hai đồng mọi người. Đây mọi người nhìn nè, 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 60 con như vậy cũng thì chứ. Phát chạy này quá dữ luôn mọi người, phát chạy đủ ăn luôn nha. Nó cá mè vịt nè, nó đến cá mè vịt nào, trời ơi, con này cũng lọt đầu luôn mọi người, lưới lủng ra lọt đầu luôn. Lỗ lũng đổ vậy mà muốn ra luôn ta, dữ thiệt. Đây, mình gỡ ra hết cho mọi người xem nha. Ui, sướng. Bạc một, đủ ăn, đã thì chứ mọi người. Nước này đã ghê luôn, chạy băng luôn. Quá chạy, có 1 phát đầu tiên là thấy hơi, 2 phát thứ hai là thấy hơi rồi đó. Ui, hồi biết sao đây mọi người. Không biết còn hơn không? Cũng là hên nha, mới ra lấy hên rồi đó, im rồi đó, quen luôn. Phát một dư sức, dính lại nữa rồi, dính đầu vậy đó. Đây mọi người nhìn đây, quá đã, 3 con cá mè vinh, 4 con cá rảnh nè, hết tí luôn mọi người, 7 con. Đây, 3 con này là về đó. Rồi, bị tiếp thôi nha mọi người. Dòng là có tiếp nha, quá ngon. Râu nước từ từ công nãy đây xuống cắt đó, con mà dính con nha, con mình dính này không được đấy, được 1 con không được này. Có lý. Rồi, tiếp nhưng mà con vừa tiếp này. Rồi. Qua rồi. Đó nó còn luôn. 3-4 con luôn vậy, dính không nhỏ không vậy, không có con nào bự cơ. 4-5 con rồi vậy. Đây mọi người, 5 con nha, dính không còn con mè rảnh lọt đầu nữa, chứ gì đâu. Nãy giờ chạy cá nhiều ghê luôn mọi người, mà bị lục bình quá tài luôn, không có chỗ mà chạy. Cá này nhỏ nhỏ, cá mè mè. Đây, con mè dê, mè rảnh nè. Này còn nhỏ, thả lại đi, còn nhỏ quá, cho nó lớn nha mọi người. Rồi, lên lại cái lỗ đó mình chạy coi có nhiều người. mặt đó. Quá tà luôn, chia sẻ được gì đâu. Quên mất. Đây, đây, đây. Con mình gà. Cũng khủng. Qua đã, qua đã, qua đã. Đây, con mình gắn. Nó hồn luôn. Đây. Này mọi người, con mày vinh, con mày dánh. Mày dính mập u lù luôn mọi người. Ôi ôi sướng nè. Ôi con này có tấn. Con này tấn rồi đó, nhiều lắm nè. Con mày rảnh cũng to nữa. Quá ngon, quá ngon. Quá ngon mọi người ơi. Có cá mà đều độc bệnh quá, không có chỗ chạy. Đây. Cái càng này cũng bị lớn nè mọi người. Nó cá ập luôn, có tạp kìa, nó. Cái cũng bị lớn. Cá quá tạp, quá tạp luôn rồi. Chạy không được, nằm tốt trong này nè. Nó, thấy không? Đập ra. Ghê thiệt chứ. Rồi mình tiếp nhau ngày. Chạy ngoài này cái nha. ta. Tùng ơi, nãy giờ con này là quá im nhất, cũng phù lù luôn đã chứ mọi người. Đó, tí rồi, rồi đầu đồng nữa, rồi kiếm đường chui ra nè mọi người, chui ra không được, bự quá. Đó. Đây nha, bự nhất luôn đã. Rồi tiếp không mọi người. Mọi người, con này hết ý, thì con cá ta với ba cái mè dinh, làm kịch rồi. Còn cà phê nữa. Quá tài à. Mẹ không mọi người, vô bày luôn rồi. Tiếp nha, có canh rồi tiếp mọi người xem nha. Kịch luôn mà, tưởng cá bự dữ, cá con nhỏ không kìa. Nó muốn lên chớp nó tung luôn này. Lấy giờ lọt đầu nữa nè mọi người, kiếm được ra nữa, ghê thiệt chứ. Con cá mè dinh đó nha, này đà đây, mình gỡ nó ra mọi người, lọt đầu rồi. Chà này cũng không tin tưởng mọi người, tung mà cũng tin tưởng. Ở ra mình đem gỡ nó ra nha, gỡ nó ra nha. Đó, đó. Nửa ký lô gì mọi người. Rồi, mình chuẩn bị tiếp không mọi người. Giờ vài cái nên về rồi. Bình giờ nước đó nè, bình tái ngược lại mọi người. Mà có cá nuôi tiếp mọi người xem nha. Rồi, mọi người nhìn cái lọc bình nè. Ôi ơi, hết hồn luôn, hết chỗ mà chài luôn mọi người. Đó, nghe chưa, quá tài lục bình luôn mà. Nhìn bơi lần lần mình về mọi người, coi ngay chỗ mình coi có chỗ nào để chài được không. Nãy dính được cũng mới, cá mè nó cũng ngon mọi người. Quá tài lục bình khủng khiếp thì chứ, không biết vô đây nè, hết hồn rồi, về mình về thôi nha mọi người. Còn ngoài này không có một cọng lục bình luôn, nước im gu luôn, không phát cả ghê cho mọi người. Đó. Đây. Quá tại lộc bình luôn nè, nãy mình đi ngay chỗ này đâu có lộc bình dữ ơi, giờ mình về coi lộc bình nè mọi người, hết chỗ để chạy luôn. Đó. Hết hồn lộc bình này chứ, khủng khiếp, quá tại. Rồi giờ mình cũng chuẩn bị mình vô không mọi người. Thằng quả này cũng ngon quá tay luôn. Đây mọi người nè. Nó cá mè cá ta lũ khủ đây. Còn một mới nha, quá tài luôn mọi người ơi. Thứ gì vậy? Chịu nổi nó. Cá mè này nào đâu. Thích quẹo tần. Quá tài luôn. Toàn này toàn cái mè dinh, cái mè rảnh với cái ta không rồi. Này mấy cái ta nha. Này cá hai bà mấy loại cá. Yêu cái mè dinh mè rảnh nhiều mọi người. Chạy có mè dinh mè rảnh này. Ngon thiệt chứ. Cá này cũng được mấy ký nha. Về mình bầm. Bầm chả cá. Ngon. Dài lắm mọi người. Đó. Đóng luôn. Đã chưa? 500 kg vậy mà. Quá im. Này tống mà mọi người. Có lý không? Này nè, này cũng được con cá mè bự nè. Mà không bự bằng hôm qua. Hai con nha. Con này cứng ghê. Đây, ba con. Còn mấy con này ăn thịt nấu canh cũng được mọi người, nấu chua cũng được. Bầm đông mọi người. Con cá ta thông thông, ta đặt nửa ký. Hơn nửa ký. Qua tay một đống luôn. Rồi, mình chuẩn bị bắt nó lên thôi. Lên cân cho mọi người xem nha, coi được nhiêu ký nha. Chắc cũng được khoảng 500 kg ạ. Nó trời mình đó nha. Rồi, mình bơi vô nha mọi người. Bây giờ mình lấy đầu mình bắt nó, mình cân cho mọi người xem nha. Rồi, cá anh bắt rồi nha. Giờ mình cân là được mấy ký nha mọi người. bảy ký 2 nha mọi người. Đây. 7 kg 2. Đó, đóng luôn. Rồi, cái hồn 1 kg. Còn được 6 kg 2 nha. Đó, đóng cá luôn. Mọi người, mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp mọi người lại video sau nha. Mọi người xem video thấy hay nhớ đăng ký like chia sẻ giúp anh em mình nha. Mọi người ủng hộ nha. Bye bye mọi người.